Hãy xin chào anh em quay trở lại với channel của GVN. Hôm nay mình sẽ review cho anh em về một con bàn phím ở trên bàn mình đây. Đang là con Ajax K870T. Là con bàn phím anh em đang kêu mình review khá là nhiều. Bởi vì thứ nhất là ngoại hình của nó trông khá là được. Thứ hai nữa là nó có khá là nhiều công nghệ để trang bị trên đây. Ngoài ra nó có một cái khá là đặc biệt nữa. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn và sâu hơn cho anh em nào mà đang có dự định mua con bàn phím K870T này. Và anh em nhớ xem hết video nha. Anh em sẽ cần video này đó. Còn bây giờ thì xin mời. Cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó là về cái chất build, cái ngoại hình của nó và chất lượng về keycap. Đây, cái chất build của nó như anh em thấy đó, đây là một con bàn phím 10kg. Đó. Và bản thân nó là một con bàn phím full nhựa, không có một cái gì là kim loại hết. Nhưng khi anh em cầm lên em sẽ thấy nó rất là nặng, rất là đầm tay. Và đó là một trong những cái khiến cho mình rất wow về con bàn phím này. Chưa kể nha, khi mà mình cầm lên một con bàn phím nhựa đó thì mình sẽ có một cái thao tác ngay và luôn, đó là thao tác này nè. Nó cứng lắm anh em. Nó không hề đem lại cảm giác ọp ẹp tí nào. Nhưng mà khi mà mình bẻ mạnh đó, mình người tập tạ mà nè, anh em vẫn sẽ nghe được tiếng nhựa đúng không? Nhưng mà đó là trường hợp anh em bẻ mạnh thiệt mạnh thôi. Nhưng mà anh em bẻ bình thường thì anh em sẽ vẫn nghe đó, nhưng mà nghe ít thôi. Có một cái mà mình chưa ưng lắm và khá hụt hẫng về cái bàn phím này, đó chính là mặc dù nó cứng cáp như vậy nha, nhưng mà khi mà mình gõ vào mặt lưng đó, thì mình thấy bên trong nó khá là rỗng nè. Khá là rỗng quá anh em. Vậy nên là đối với mình nha, đây là một con bàn phím trong cái tầm giá của nó thì có chất build ok. Nhưng mà để nói là một con bàn phím có chất build xịn sò thì chắc chắn không phải. Rồi, về keycap của nó thì sao? Đây là con bàn phím như anh em đang thấy nha. Nó đang có hai màu keycap ở đây. Để nói về keycap đen của nó trước đi. Đây là keycap zin được gắn sẵn ở trên con keyboard của chúng ta. Và nó được làm bằng ABS Double Shot. Đối với mình thì cái loại keycap này nó xuyên LED cũng khá ok. Nhưng mà với một số phím thì bạn có thể thấy là họ làm hơi bị lẹm. Và bản thân những cái phông chữ trên đây nhìn nó cũng không được đẹp mắt và không được gọn gàng cho lắm. Còn đối với những keycap màu mè này nè, đó anh em có thể thấy đó, đây là cái keycap họ tặng kèm cho anh em trong cái box, trong cái hộp. Và bản thân cái keycap này mình không biết nó làm bằng nhựa gì. Thì Ajax họ cũng chả có viết cho chúng ta đây là nhựa làm bằng cái gì á. Nhưng mà khi mà mình tháo ra mình thấy nó cũng khá là dày dặn. Mình nghĩ đây là PBT. Mặc dù là một số anh em nói là ui keycap này phèn, lên Shopee mua cái một, nhưng mà mình thấy well, trông nó cũng được và cũng là một cái điểm nhấn nhá khá là đáng khen. Ngoài ra về cái phần thiết kế bên ngoài thì em có thể thấy là cái con bàn phím này nó được trang bị một cái cổng USB Type-C và nó sẽ có pin tích hợp trong đây. Một chút xíu mình sẽ chia sẻ cho anh em về thời lượng sử dụng pin của nó. Ngoài ra là ở phần mặt đít anh em có thể thấy là có một cái khá là đáng khen của Ajax, đó là họ trang bị cho anh em một cái cần gạt để có thể tăng giảm chiều cao của con phím. Lần lượt nếu như mà anh em gạt xuống thì nó sẽ là có một cái độ nghiêng là 6 độ, còn nếu như anh em gạt lên thì nó sẽ là 9 độ. Đó, tức là phù hợp với những bạn nào mà có cái cổ tay ngắn ấy, khi mà bạn để tay lên trên đây các bạn gõ này, các bạn sẽ không phải với lên phần bàn phím số quá nhiều. Ok, là một cái rất là đáng khen. Còn về cảm giác gõ của bàn phím này thì sao? Thực tế ra đối với mình á, khi mà mình gõ vào trong bàn phím này nha, thì mình thấy là cũng ổn thôi. Về căn bản là bàn phím Red Switch thì nó cũng con nào như nào, bởi vì đây là một cái bàn phím sử dụng Switch Huano. Và bản thân Huano là một cái Switch khá là lành đối với những bạn nào mà chưa từng sử dụng qua. Đó, cũng khá là dễ làm quen bởi vì cảm giác bấm của nó khá là nảy và cũng như là thực tế ra thì mình thấy nó cũng khá là nhẹ, chứ nó không phải là một cái phím nặng. Đó là Red Switch nha. Ngoài ra thì cũng vẫn có rất là nhiều cái tùy chọn switch khác cho nên có thể là lựa chọn. Có một cái khá là đặc biệt về cái bàn phím này ở phần thiết kế mà mình muốn nhấn mạnh cho em, đó là về phần nút tăng giảm âm lượng này. Đây là cái nút mà không mấy khi nó sẽ xuất hiện trên những cái bàn phím trong tầm giá của con Ajax 870T này. Và thực tế ra khi mà mình sử dụng cái phím tăng giảm âm lượng này là mình thấy nó khá là thỏa mãn á. Nó khiến cho mình thấy rất là giải trí. Đó. Và cái phím tăng giảm âm lượng này nó có thể tương thích tốt với lại những cái thiết bị kết nối khác ngoài PC luôn. Ví dụ như iOS, Android thì các bạn đều có thể là sử dụng cái này để tăng giảm âm lượng cái thiết bị của bạn được. Rồi, về các cái tính năng add-on ở trong đây thì sao? Tính năng add-on ở trong đây thì nó sẽ bao gồm các cái chế độ LED. Thì chế độ LED của con này nó cũng khá là nhiều. Và bản thân những cái phím macro trong đây cũng khá là chi chít và chằng chịt. Nên là anh em nên đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng con này trước khi anh em sử dụng nha. Bản thân mình cũng phải mòn khoảng thời gian khá lâu mình mới làm quen được với con bàn phím này. Cụ thể là nếu như anh em muốn đổi những cái tùy chọn về hiển thị RGB này, anh em sẽ nhấn giữ nút FN và những cái hàng nút chức năng ở bên đây từ nút Insert ấy, cho tới nút Back Down. Đó, 6 cái phím này ha. Ngoài ra nếu anh em muốn gán những cái nút mà anh em thường hay sử dụng á, thì nó sẽ có những cái chế độ như CM1, CM2, CM3 lần lượt nằm ở cái nút 1, 2, 3 này nè. Đó. Còn về kết nối Bluetooth
Nếu như anh em muốn kết nối Bluetooth của bàn phím này á, có một số anh em ở văn phòng mình tính tới thời điểm hiện tại á, sử dụng cái bàn phím này cũng phải cả tháng trời nhưng mà họ vẫn chưa có thể thuần thục được cái khả năng kết nối Bluetooth của con này. Bởi vì theo như mình thấy nha, mới đầu á, khi mà các bạn kết nối Bluetooth của bàn phím này với cái thiết bị của anh em thì anh em sẽ thấy khá là khó. Bởi vì nếu anh em muốn bật cái nút Bluetooth của nó, đầu tiên anh em sẽ phải bật cái nút này nè, đó, kế bên cái cần lăn lăn để anh em điều chỉnh âm lượng đấy, bấm cái này cho nó sáng lên, xong sau đó nhấn giữ phím FN, nhấn giữ phím P cho tới khi phím P nó chớp 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 chớp, ok, và lúc đó nó sẽ hiển thị lên trên cái thiết bị mà anh em cần kết nối và anh em chọn cái thiết bị đó thì nó sẽ kết nối với thiết bị của anh em. Nhưng có một cái vấn đề như thế này, anh em sẽ không biết được cái thiết bị của anh em đó là thiết bị 1, thiết bị 2 hay thiết bị 3. Bởi vì cái con bàn phím này nó khả năng cung cấp tới kết nối cho 3 thiết bị. Vậy nên á là trong cái trường hợp mình hướng dẫn cho anh em nó dễ như vậy ha. Nhấn FN này, nhấn P cho nó chớp tắt này. Đó, nhé nháy như thế này nha. Xong sau đó anh em nhấn giữ nút FN, bấm nút Q, nút V kép và nút E tương đương với lại thiết bị 1, 2 và 3. Thì như mình đây mình muốn kết nối với thiết bị đầu tiên là nút Q, rồi mình nhấn giữ nút Q. Rồi cho tới khi mà cái nút P của mình nó bắt đầu nó chớp lại một lần nữa. Thì đó, lúc đó là mình đã kết nối với thiết bị số 1. Hay ha. Rồi, về căn bản thì mới đầu kết nối nó cũng hơi lằng nhằng, nhưng mà khi mà anh em đã kết nối được với thiết bị 1, 2 và 3 rồi thì khi anh em chuyển sang những thiết bị 1, 2 và 3 thì cái tốc độ chuyển của nó rất nhanh và kết nối của nó mặc dù là Bluetooth 3.0 nhưng mà kết nối của nó cũng khá là xa. Chỉ có một cái là kết nối 3.0 thì nó có một cái độ trễ khá lớn thôi, dành cho những anh em nào mà chỉ có sử dụng nó để gõ văn bản, làm những công việc văn phòng. Nhưng mà nếu anh em chuyển nó sang để chơi game ở trên Bluetooth á, thì mình nghĩ nó là một cái địa ngục thực sự á. Bởi vì khi mà mình gaming thì mình cảm nhận rõ cái độ trễ trên cái Bluetooth 3.0 của bàn phím này luôn. Anh Jimmy kìa, cái anh ngồi ở đối diện camera của mình á, ảnh xài một con điện thoại Android, ảnh kết nối với lại cái bàn phím này vào cái thiết bị số 3. Mình thì kết nối với con iPhone của mình với thiết bị số 1. Thì mặc dù là ảnh ngồi rất là xa mình nha, vào khoảng cách đâu đó khoảng 5m đó, nhưng mà nó vẫn kết nối rất tốt và mình vẫn gõ được văn bản ở trên cái con điện thoại của ảnh. Nói chung là một cái khá là đáng khen. Rồi, ngoài ra thì anh em sẽ có những cái thiết lập phím dành cho Mac hoặc là Windows tương đương với lại phím A và phím S. Và khi anh em nhấn giữ FN, bấm chọn phím A, bàn phím nó sẽ nháy để báo cho anh em là nó đã chuyển sang chế độ là macOS. Khi mà nó bấm FN, bấm nút S thì nó sẽ chuyển sang chế độ là Windows. Đó, về căn bản là tính năng của bàn phím này nó rất nhiều và những cái phím macro của nó cũng rất là nhiều luôn. Một cái rất là đáng khen trong tầm giá của nó, và mình khuyên anh em nè, nếu như anh em đang lựa chọn cái bàn phím này về để mà sử dụng á, thì nhớ là đọc hết sách hướng dẫn sử dụng của nó. Thậm chí là tới thời điểm hiện nay thì mình vẫn chưa có thể sử dụng hết được những cái tính năng mà nó đem lại. Ok, và cái cuối cùng liên quan đến Bluetooth đó chính là pin, đúng không? Một cái bàn phím Bluetooth thì dĩ nhiên rồi, nó sẽ phải đi kèm với thời lượng pin tốt hay không. Đây là một cái bàn phím nếu như anh em sử dụng không LED, hãng công bố cho anh em là nó sẽ đạt tới 100 tiếng sử dụng liên tục. Còn nếu như anh em sử dụng nó với lại thiết lập LED ở độ sáng cao nhất thì anh em sẽ có được khoảng 8 tiếng. Đây là một cái thời lượng pin nói chung không phải là ấn tượng đối với mình, nhưng mà đây là một cái thời lượng pin tốt theo như những chia sẻ của những anh em mà hay thường sử dụng những bàn phím Bluetooth có LED RGB. Và mình cũng chưa có trải nghiệm hết được cái bàn phím này trong cái khoảng thời gian mà mình làm việc. Thực tế ra cái bàn phím này mình cũng trải nghiệm mỗi ngày được có 4 tiếng đồng hồ thôi, mà không thể nào hơn được. Bởi vì mình không thể nào mình ngồi mình gõ cho nó kiệt pin được. Và mình đã thử bật LED của nó tối đa rồi. Có một cái mà mình cảm thấy khá là đáng tiếc đó chính là cái bàn phím này anh em sẽ phải sạc tới 4 tiếng đồng hồ thì cái cục pin của nó mới đầy được. Đây là một cái thời lượng sạc nói chung là cũng khá là lâu á. Nếu như anh em nào mà đang cần bàn phím gấp thì có lẽ là nó hơi thọt so với anh em. Ok, vậy là xong cái phần đánh giá của mình về tất cả những thứ mà bàn phím này có. Vậy thì bây giờ là lúc mình sẽ cho anh em nghe thử về cái tiếng mà mình gõ phím của bàn phím này nha. Ok. Rồi, đó là cái phần gõ phím của mình, anh em thấy tiếng của nó hay không? Để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Riêng mình thì sau khi mình gõ phím xong thì mình cảm thấy là well, đây là một con bàn phím tối ưu về keycap, về cảm giác gõ rất tốt. Kể cả cái nút space này, đó, họ làm thanh cân bằng cũng rất là ok, không có cảm giác lò xo gì hết. Và trong cái tầm giá khoảng hơn 800 ngàn, gần 1 triệu đồng, thì đây là một con bàn phím rất ổn áp dành cho anh em nào mà cần một con bàn phím có nhiều chức năng, có LED RGB, có cảm giác gõ tốt và đặc biệt là nó độc dị. Trang bị rất là đầy đủ những thứ mà anh em cần. Rồi, video của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video tận giờ phút này. Và đừng quên nếu video này hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe để giúp kênh tiếp tục phát triển nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.